hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh phong emo thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái sàn à, đó có tên gọi là fmc bay em nha thì với cái sàn này thì hôm trước mình cũng đã làm một video hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký thì video đó đã cách đây khoảng 7 tháng rồi nha. Thì hôm 7 tháng đó thì mình có làm một cái video, thì đây là cái video hôm trước mình có làm. Đó. Thì uh, video này mình hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký FMC Bay ha. Thì khi mà anh em đăng ký thành công thì anh em sẽ nhận được là 1.000 cái token sàn FMC. Đó, rất là tiềm năng. Thì uh, uh, hiện tại thì cái sàn này nó đã update uh, Cái giao diện rất là ok anh em nha và hiện tại nó đang ra một cái chương trình cũng rất là ngon luôn. Thì đây là chương trình uh, mới của nó ha thì khi anh em đăng ký cái sàn FMC này này thì anh em sẽ nhận được là 1.000 cái token sàn FMC ha à, ngồi ra khi anh em KC KC thành công á thì anh em sẽ nhận thêm được là 5.000 cái token FMC ha à, ngồi ra thì nó có một chương trình nữa là hiện tại á, khi anh em mà mỗi ngày anh em đăng ký á, khi anh em đăng nhập vào ha anh em đăng nhập miễn phí vào á, thì anh em sẽ nhận được là những cái phần quà đó, thì anh em mở hộp quà ra thì anh em sẽ nhận được à, mỗi ngày là 1000 cái đồng FMC nha. À, rất là ngon ha. Thì hiện tại token uh, FMC đã list sàn trên uh, đã list sàn FMC Bay rồi và nó đã có giá trị rồi ha. Và nếu như anh em có thì anh em có thể là bán được trên sàn luôn nha. Đó, keo này cực kỳ ngon luôn và nó thuộc là token sàn cho nên là anh em không nên uh, bỏ qua nha. Rồi mình sẽ review cho anh em cái giao diện của sàn này ha. Đây. Thì đây là một giao diện sàn FMC Bay thì uh, nó đã update rất là rất là nhiều ha và giao diện của nó đang rất là bắt mắt đó thì uh, đây đây là những cái trang chủ này thị trường này giao dịch và margin ví đó đây là những mục ở đây ha đó thì uh, khi anh em mà đăng ký xong ha sau đó anh em kê chơi thành công luôn đó và ngồi ra thì khi anh em ra đăng nhập vào sàn mỗi ngày thì uh, khi anh em mở những cái mục ở đây này phải sự như mở trang chủ thị trường hoặc là giao dịch margin ví thì em mở bất kỳ những cái mục nào trong đây mà nó hiện ra cái à, biểu tượng cái món quà cái hộp quà đó thì em bấm vào thì em sẽ nhận được là một ngàn cái token fmc à, fmc ha cực kỳ cực kỳ ngon luôn đó rồi như vậy là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký à, nhanh ha thì à, cách đăng ký thì mình cũng đã làm một video hướng dẫn rồi cho nên là mình sẽ à, hướng dẫn nhanh thôi còn chi tiết như thế nào thì anh em có thể là nếu như em chưa rõ thì có thể là xuống phòng mô tả video để anh em xem cái video cụ thể hơn ha rồi ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký ha rồi thì để đăng ký được con này thì anh em sẽ xuống phòng mô tả video ha anh em bấm vào cái link đăng ký cho mình ha rồi anh em bấm vào link đăng ký đi đó thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này thì ở đây nó có một đầu tiên là username thì anh em sẽ điền cái username của anh em vào ha cái mục thứ hai là email. Thì anh em sẽ điền cái email của anh em vào. Cái mục thứ ba và thứ tư. Thì anh em sẽ uh, nhập hai lần password ha. Hai password này giống nhau ha. Rồi cái mục thứ uh, năm. Uh, là cái mục uh, cuối cùng này. Ở đây nó có cái sponsor này. Thì đây là cái mã giới thiệu thì anh em giữ nguyên nha. Anh em không đụng tới. Rồi tiếp tục anh em bấm chữ register. Đó ha. Khi mà anh em bấm register xong á. Thì uh, nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về email của em ha thì anh em mở cái email của anh em lên sau đó anh em copy cái mẹ đó và anh em dán vào để xác nhận để anh em verify cái email của anh em thì như vậy là xong thôi thì khi anh em đăng ký xong thì anh em sẽ vào cái phần sếp play anh em vào sếp play anh em search cái từ là ha, fmcpay thì anh em bấm vào đây ha thì khi đó anh em sẽ cài đặt vào nha cái này mình đã cài đặt rồi đó sau đó anh em cài đặt và anh em bấm đăng nhập vào cái tài khoản của mình à, là được ha đó như vậy là xong đơn giản thôi đó thì uh, cách thức mà chi tiết thì anh em sẽ xuống phòng mô tả video anh em xem cái video hướng dẫn anh em cách đăng ký à, rất là nhanh gọn luôn thì sau khi anh em đăng ký thành công thì mình vào cái trang chủ nó sẽ có giao diện như thế này Thấy không đó thì khi anh em đăng ký thành công anh em sẽ nhận được là một ngàn cái token à, uh, FMC nha rồi cái thứ hai nữa khi anh em KC thành công thì anh em sẽ nhận được là 5.000 cái token FMC. Có nghĩa là khi anh em mà đăng ký và KC thành công thì anh em sẽ tổng nhận được là 6.000 cái token FMC ha. Rồi ngoài ra thì anh em sẽ hàng ngày anh em đăng nhập vào cái app này thì anh em sẽ nhận được cái hộp quà. Ờ thì trong hộp quà đó nó sẽ có 1.000 cái token FMC à nhận mỗi ngày luôn ha. Đó rất là ngon. Thì đây là cái chương trình à, nhận mỗi ngày của nó nè. Đó. Anh em kéo qua đây. Đây cái phần một đen đen này đó có nghĩa là mining có nghĩa là đào cái token FBC khai thác cái token FBC ha bằng cách là à, đăng nhập vào mỗi ngày là được ha đó thì khi anh em đăng nhập vào những cái mục này này nó sẽ có những cái hộp quà nó nổi lên trên đây thì nó nổi ở cái mục nào thì anh em bấm vào anh và em nhận thôi ha đó thì đây là phần quý của anh em ha thì anh em bấm vào cái phần là support nè anh em bấm vào cái phần giao ngay nè đó, thì nó sẽ hiện ra cái token FMC của anh em ở đây ha. Đó. Hiện tại token FMC đã có giá trị rồi ha. Thì anh em vào cái phần giao dịch nè. Anh em bấm vào, anh em chọn cái token là FMC. FMC USDT, anh em chọn cái cặp này ha. À, chọn cặp USDT đi. Đó. Thì đây là cái cặp giao dịch FMC USDT. Thì anh em có cái token FMC thì anh em có thể là bán trực tiếp lên sàn này luôn ha. À, rất là ngon và có giá trị rồi. Anh em báo vào biểu đồ đây. Thì hiện tại giá của con này hiện tại là 0.0001904 ha. Đó. Đó, nó đã có một cái điều một đã tăng lên ha rất là nhiều ha. Đó, thì trong tương lai thì những cái token ví những cái token sàn này này nó cũng tương tự như những cái token sàn của ví trích Wallet đâu ha thì uh, sau này uh, giá token sàn có thể là nó sẽ tăng đột biến đó. thì lúc đó anh em sẽ có được cái uh, một cái phần khoản lợi uh, nhuận rất là ok anh em nha thì anh em uh, có token này anh em bán trực tiếp ra công đây được luôn ha anh em bán bán luôn đó còn không thì anh em muốn tin tưởng vào cái token uh, sàn thì anh em có thể là hô lâu dài đó rồi ok thì anh em sẽ vào phần trang chủ lại ha rồi tiếp tục cái tiếp theo anh em mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kc để anh em sẽ nhận được là 5.000 cái token à, FMC ha, anh em sẽ vào cái hình đầu người này, rồi anh em sẽ vào cái phần là chưa xác minh ở đây nè, đó, rồi tiếp tục ha, anh em sẽ ở đây nó có sẽ thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, nhận dạng khuôn mặt, đó. ở đây nó sẽ xác minh ba ba phần ha, rồi bây giờ mình bấm vào đất, bắt đầu ngay, rồi tiếp tục à, ở đây nó có ba phần, thứ nhất là xác minh bằng căn cước, ha. do chính phủ cấp, thứ hai là hộ chiếu thứ thứ ba là bằng lái ha thì à, ở đây mình sẽ chọn bằng căn cước ha rồi anh em thích chọn bằng lái hay hộ chiếu thì tùy chọn một trong ba thôi ha rồi bây giờ bấm tiếp tục rồi tiếp tục anh em bằng phần nước anh em sẽ chọn là Việt Nam rồi kéo xuống ở dưới cùng ha rồi anh em sẽ chọn là Việt Nam tiếp theo họ họ và tên đệm ha Họ tên đệm ha Rồi ở phía dưới này là phần tên Đó Anh em cứ nhập đúng trong cái Hồ sơ chứng, chứng minh nhân dân của anh em Hoặc là những hồ sơ tài liệu của anh em Kê xe ha Đúng như vậy luôn Rồi tiếp tục anh em sẽ nhập ngày sinh Rồi anh em sẽ bấm là cần ha tiếp theo thành phố ha anh em sẽ nhập theo cái địa chỉ trong cái chứng minh nhân dân của anh em luôn hoặc là trong cái hồ sơ của anh em đó ha thành phố ha quận huyện nè đó rồi nhập địa chỉ ha địa chỉ thì anh em sẽ nhập đúng trong cái chứng minh nhân dân của anh em luôn ha rồi ngày hết hạn thì ở đây cái khái hạn thì anh em sẽ nhập cái ngày hết hạn ở phía sau của chứng minh nhân dân của anh em ha anh em nhập vào Rồi ở cái phần ngày hết hạn này nè Thì à, ở trong chứng minh nhân dân á Ở phía sau thì mình không có thấy cái ngày hết hạn ha Thì anh em cứ cộng cái ngày à, Từ cái ngày mà anh em à, làm cái chứng minh nhân dân Anh em cộng thêm 15 năm nữa ha Thì anh em ra được cái ngày à, mà anh em à, hết hạn ha Anh em nhập vào nha Rồi ok Thì à, sau khi anh em nhập ngày hết hạn xong ha à, Tiếp tục anh em sẽ nhập cái số thẻ của anh em vào Đây là số chứng minh nhân dân của anh em vào ha rồi, ok, rồi, sau khi mình nhập được tất cả các mục này rồi ha, thì anh em sẽ bấm vào tiếp tục nè. rồi, à, thì ở đây cái xác minh danh tính ha, à, thứ thứ nhất là do chính chính chủ nè, cấp nè, à, giấy tờ nguyên gốc và có kích thước đầy đủ ha, đặt giấy tờ trên nền đơn sắc nè, hình ảnh có màu sắc đầy đủ, à, ánh sáng ha, có thể đọc được, không chấp nhận hình ảnh đen trắng ha, không chấp nhận giấy tờ để qua chỉnh sửa, rồi thì em sẽ bấm vào cái chữ là front of document là em sẽ tải cái à, cái mặt trước của chúng minh nhân dân lên ha. Rồi bấm cho phép nè. Thì ở đây mình sẽ chụp trực tiếp luôn ha. Chụp mặt trước của chúng minh nhân dân. Rồi, tiếp tục anh em sẽ chụp mặt sau ha. Rồi, tiếp tục anh em bấm chữ tiếp tục cho mình nè. Đó, rồi. Tiếp tục anh em sẽ chụp cái ảnh chân dung ha thì ở đây anh em sẽ chụp chụp cái ảnh chân dung bình thường thôi anh em không cần phải cầm cái giấy tờ gì hết ha đó thì anh em sẽ bấm vào cái chữ là text photo để anh em chụp ảnh selfie ha rồi sau khi chụp ảnh selfie xong anh em bấm chữ tiếp tục cho mình nè đó thành công ha hoàn thành xác minh danh tính thành công bấm xác nhận ha đó như vậy xong thì ở đây nó sẽ xét duyệt cho mình ha thì cái thời gian xét duyệt này nó cũng là khá lâu anh em nha à, từ 1 đến 2 tuần cho nên anh em đừng có sốt ruột ha anh em cứ uh, thực hiện kê xe đi rồi sau này nó sẽ xét, xét duyệt cho anh em nha đó anh em không nóng nóng gì hết rồi như vậy anh em ha rồi thì để giới thiệu bạn bè ấy, anh em vào cái dấu hình hình người nè đầu hình người nè sau đó anh em vào cái phần giới thiệu ha đó thì à, đây là cái link giới thiệu của anh em ha đó. anh em sao chép để giới thiệu bằng bè nha hả thì à, những anh em nào mà chưa đăng ký thì có thể xuống phòng mô tả video anh em xem lại cái video hướng dẫn mình hết à, cách đăng ký ha hả à, sau đó anh em đăng ký sau và anh em sẽ thực hiện tiến hành KC cho mình ha thì lúc đó anh em sẽ nhận được là 6.000 cái token à, fmc cực kỳ ngon ha Đó. rồi à, ngồi ra thì anh em sẽ copy à, link để giới thiệu bằng bè à, để anh em có thể nhận thêm cái token này ngồi ra thì hàng ngày anh em cứ đăng nhập vào để anh em có thể là nhận những cái token miễn phí của nó ha. Rồi, ok thì trên đây mình đã hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký à, cũng như là kc của cái sàn là FMC Bay ha. thì khi anh em đăng ký đầu tiên thì anh em sẽ nhận được là 1.000 cái token FMC Bay luôn ha. À, khi mà anh em kc tiếp theo á, anh em kc thành công thì anh em sẽ nhận thêm là 5.000 cái token FMC Bay ha. rồi thì hàng ngày thì anh em sẽ vào anh em đăng nhập vào anh em sẽ nhận anh em kích vào cái hộp quà để anh em sẽ nhận thêm 1.000 cái token bay mỗi ngày ha à, rất là ngon rồi Ok thì à, anh em nào chưa đăng ký cái sàn này thì có thể xuống phòng mô tả video mình có để à, cái link đăng ký cũng như là cái video hướng dẫn cho anh em cách đăng ký ha rồi khi anh em đăng ký xong thì anh em sẽ xem cái video này để hướng à, để, để để tiến hành KC ha thì à, đây là một cái token sàn cực kỳ ok ha và rất là tiềm năng đó, nó cho mình miễn phí cho nên anh em tranh tàu tranh thủ nhận ha, Đó. rồi ok thì video đến đây xin kết thúc á anh em nào, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình cảm ơn tất cả các em đã xem video xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.